Kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 15 tháng 3 cho thấy, ông Hơ Tin Kyo giành được 360 phiếu, chiếm hơn 1/2 trong tổng số 652 ghế tại Quốc hội. Với kết quả này, chính trị gia vốn là nhà văn này trở thành nhà lãnh đạo dân sự đầu tiên của Myanmar trong 54 năm qua. Ông Hơ Tin Kyo, 70 tuổi, xuất thân từ gia đình giàu truyền thống chính trị. Ông tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế trường Đại học Yangon năm 1962. Trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 1980, ông làm giảng viên đại học và nắm giữ các vị trí trong ngành công nghiệp và đối ngoại và có thời gian làm việc tại Bộ Tài chính Myanmar. Ông cũng từng học tại Đại học Oxford, là một đồng minh tin cậy của bà Aung San Suu Kyi. Ông Hơ Tin Kyo luôn bên cạnh bà kể cả lúc khó khăn lẫn khi dẫn dắt Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NND) tới chiến thắng bầu cử lịch sử. Giới truyền thông mô tả tân tổng thống Myanmar là người phong cách trầm tĩnh, mềm mỏng và có uy tín rất cao vì đức tính trung thành, trung thực. Lúc này, đất nước chúng ta cần một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và có thể đoàn kết các lực lượng khác nhau. Chúng tôi may mắn đã tìm được một người hội tụ được các yếu tố đó. Chúng tôi hy vọng kết quả bầu chọn tổng thống sẽ mang lại luồng gió mới trên chính trường. Đó là sự kết hợp giữa đảng NLD và quân đội. Trước khi đắc cử, ông Hơ Tin Kyo hỗ trợ điều hành quỹ từ thiện của bà San Suu Kyi.